That's a good feeling. It's a wonderful feeling. And I admire these women so much for the perseverance that they had to carry through with learning how to do the Juliet manicure and to make a business out of it. And they were so successful, and they are so successful, that it's really notable. And I'm very honored to be involved with this group. Thank you. Vâng. Và thưa chị Cửu Trinh, chúng tôi biết là bà cũng nhờ chị nói đôi lời đến với quý vị khán giả ngày hôm nay, phải không ạ? Dạ vâng. Vâng, mời chị. Thưa quý vị, thật sự ra bà là một người ân nhân của rất nhiều người, trong đó có tôi. Và tôi cũng được cái may mắn là cái người chứng kiến ngay từ buổi đầu là 20 người Việt Nam đã volunteer đi vào ngành nail. Và ngày hôm nay thì chắc là anh Nam Lộc lát nữa sẽ có cái chương trình giới thiệu các quý vị mà đã 20 người đầu tiên đó và bà thầy giáo nữa. Thưa quý vị, là bà Tippi Heron muốn ngỏ lời là xin cảm ơn tất cả quý vị trong ngành nail và xin chúc ngành nail chúng ta càng ngày càng bành trướng. Và bà cũng tỏ lời cảm ơn tất cả các quý vị đã bảo trợ cho cái buổi ngày hôm nay nó thành hình, để có một cái buổi mà chúng ta ngồi lại được với nhau trong cộng đồng nail cũng như là trong các bạn bè của chúng ta. Vậy thì xin tôi xin phép được nói một vài câu tiếng Anh. Dạ, vâng. Vâng, vâng. Theo như lời mà Tippi yêu cầu, bởi vì có video tape để bà sẽ được coi. Là on behalf of Tippi Heron, I'm honored to convey her words that she excuses that she could be here tonight, and she would be proud that if she could be here to meet all of you, to say congratulations to all of us, and but she convey her very sorry that she could be here, and we all know that she is the godmother of nails industry. Without her, there's no nail industry today. So as a godmother, that today she would like to share her happiness that she was there with you from the day one until today to see how successful the nail industry has been in here. As we all know that there is more than 100 nails store in America, and there is more than 300,000 people working in the nail industry. And 75% of the income of nail industry in America is run by Vietnamese. So she's very proud of that. Yes, 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 thank you. So, Tippi, you hear that? Everybody say thanks. Oh, that's beautiful. Tippi, you hear that? The voice from the audience send their love to you and thanks to you, and Tippi, from the bottom of my heart, I thank you too. Thank you. Cảm ơn chị Cửu Trinh, cảm ơn quý vị. Và chưa hết, chúng tôi xin mời một vị bảo trợ trong chương trình ngày hôm nay, cũng như là mời người producer của chương trình gala vinh danh ngành móng Việt Nam, đó là cô Chloe. Và xin mời đại diện của công ty Statu sẽ mời ra để trao những món quà đến cho bà Tippi. Xin mời quý vị. Mời cô Chloe. Ok, xin mời quý vị nói đôi lời đến với cái khách của chúng ta. Hi everyone. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn cũng như các cô chú đã ngày hôm nay đã đến dự cái chương trình gala vinh danh ngành móng Việt năm 2019, và đây cũng là một cái chương trình đầu tiên tổ chức sau 44 năm từ kể từ ngày mà người Việt chúng ta tị nạn tại Hoa Kỳ này. Và cho mình rất là cảm ơn các anh chị và các bạn đã đến đây ngày hôm nay. Và hôm nay Trâm Anh ở đây cùng với
anh Peter Hall là một trong những premium sponsor của chúng ta từ công ty Star 2. Thì rất là tiếc là cô Tippy đã không thể có mặt được. Nhưng mà cũng con cũng cảm ơn cô Kiều Trinh và đã đại diện và có những cái đôi lời. Và bây giờ thì tụi con cũng rất là mong cô gửi đến cái lời là chúc cho bà Tippy đừng có lo lắng về cái vụ cháy cái sở thú của mình và chúc cho bà sức khỏe. Và thực sự thì cho con rất là hy vọng năm nay mình không mời được bà đó, có thể là năm tới chúng ta sẽ có một cái dịp được gặp bà, đúng không quý vị? Yeah. Và em xin mời anh có đôi lời phát biểu. Peter, xin trân trọng kính chào anh Nam Lộc và chị Cát Trinh, anh Trâm và toàn thể quý vị hiện diện buổi trong buổi tiệc hôm nay. Peter xin đại diện cho công ty Starter xin kính chúc quý vị và gia đình quý vị lúc nào cũng được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. À, vâng, xin cảm ơn anh. À, sau đây thì Trâm Anh và anh Peter Hồ xin phép được tặng hoa và tặng một cái tưởng niệm trophy để nhờ cô Kiều Trinh gửi cho là TV. Còn hoa thì là Trâm Anh xin tặng cho cô Kiều Trinh, tại vì những gì cô đã đóng góp cho cộng đồng và cô lúc nào cũng yêu thương, đặc biệt là dành những cái tình cảm cho ngành nail của tụi con. Đại diện cho Tippy, đại diện cho Tippy, tôi xin trân trọng cảm ơn, tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả các quý vị đã dành cho Tippy một cái cảm tình, và đây là một cái kỷ niệm rất đẹp cho bà. Lẽ dĩ nhiên trong đời bà đã có rất nhiều trophy, rất nhiều giải thưởng, nhưng đây là một cái giải thưởng đặc biệt đối với cộng đồng Việt Nam và nói chung, và đối với lại cộng đồng làm móng nói riêng. Thì đây là một cái hình ảnh, một cái kỷ niệm rất là đẹp. Xin gửi lời cảm ơn. Dạ. Một lần nữa xin cảm ơn chị Tuyền Trinh, cảm ơn Chloe, cảm ơn anh Peter Hoàng, và xin được gặp lại quý vị. Dạ. Vâng, chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý vị đã cho phép chúng tôi được thực hiện phần cảm ơn và Tippy Hedren vừa qua. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại nhau, hội tụ ở đây có những người hơn 40 năm chưa gặp lại, có những người vừa qua và gặp lại những bạn cũ. Đặc biệt là chúng ta sẽ gặp lại những người đã từng đóng góp và xuất hiện những ngày đầu tiên của ngành nail. Điều đó đã gợi lại cho chúng ta những ngày đầu tiên trên đất khách, những ngày cô đơn buồn tủi, xa gia đình, xa quê hương, xa người thân yêu, và sống một cách rất là buồn tại những cái thành phố ở nước Mỹ cũng như là nhiều nơi trên thế giới. Và đó cũng là cái tâm sự của ca khúc, một trong những ca khúc mà quý vị sẽ được thưởng thức sau đây, nhạc phẩm Câu Chuyện Buồn Tình Yêu. Nhạc phẩm này là sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Lễ, sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình diễn của nam ca sĩ Nhật Quân. Và vâng ạ, cảm ơn quý vị. Tuy nhiên ngay sau đó thì chúng ta cũng lại ở trong hoàn cảnh của những người đầu tiên ở trên sống trên đất Mỹ, đặc biệt là những người đi làm trong lĩnh vực nail, những cái công việc đầu tiên. Ban ngày có những người lái xe được, có những người phải đi xe bus lủi thủi đi làm, ban đêm trở về những căn phòng nơi mình chung sống. Bên cạnh không có những người Việt ở bên cạnh, những thành phố xa xôi toàn những người xa lạ. Và đó cũng là tâm sự của nhạc sĩ Lam Phương qua nhạc phẩm Thành Phố Buồn. Sau Nhật Quân sẽ là giọng hát của nữ ca sĩ Diễm Liên. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây. Ladies and gentlemen, although we preach your enthusiasm and want you to have a great time, please don't live stream anything from this concert or presentation. Thank you so much.